Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị và các bạn, công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam tuy đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, song vẫn chưa được đánh giá là thực sự bền vững. Những hiện tượng hình thức mới của đói nghèo đang tiếp tục nổi lên, nhất là ở các thành phố lớn. Khi các đô thị ngày càng phát triển thì vấn đề nghèo đô thị không chỉ là thiếu hụt về thu nhập mà còn là sự hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhà ở, việc làm. Khu dân cư số 7, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, nơi tập trung nhiều người dân ở nông thôn ra thành thị kiếm sống. Trong căn phòng chưa đầy 8m² này, chị Đoàn Thị Hoa, huyện Lý Nhân, Hà Nam phải ở ghép chung phòng cùng với 4 người khác để san sẻ bớt tiền thuê nhà. Ngoài tiền thuê nhà là 900.000 đồng một tháng, chị còn phải chịu tiền điện, nước theo giá cao. Đây chỉ là một trong số nhiều thiệt thòi mà người lao động nghèo ngoại tỉnh phải chấp nhận. Chúng tôi chỉ mong muốn là thôi thì các cấp, các ngành quan tâm đến chúng tôi thêm một tí để cho nó đời sống nó đỡ khổ. Chứ còn đi này chúng tôi khổ lắm, nhưng ở nhà quê nó không có việc gì chúng tôi phải đi. Những năm gần đây, tỷ lệ dân nhập cư ngày càng đông, đồng nghĩa với đó là tỷ lệ nghèo khu vực đô thị ngày càng gia tăng. Trong khi đó, việc làm của họ luôn ở tình trạng bấp bênh và không ổn định. Chính lý do này đã cản trở người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ xã hội và an sinh. Đây cũng chính là những nét cơ bản trong bức tranh về người nghèo đô thị được tổ chức Oxfam và ActionAid công bố trong dự án theo dõi nghèo đô thị được thực hiện từ năm 2008 đến năm 2012. Câu chuyện nghèo đô thị nó khác nghèo nông thôn, tức là nghèo đô thị là bây giờ chúng ta đang nói đến những cái nhóm đối tượng nghèo họ phải di cư từ nông thôn lên thành phố. Vì ở nông thôn họ không đủ đất hay là kế sinh nhai để có thể giúp họ có được cái tiền mặt để chi trả học hành cho con cái. Thì bắt buộc là phải di cư ra đô thị hoặc là di cư thời vụ hay bán thời vụ hay là di cư dài hạn. Thì cái thách thức mà những cái nhóm người di cư nghèo này gặp phải ở đô thị, tức là cái tiếp cận đối với dịch vụ xã hội công. Tại vì họ không được tính đến là một phần dân số của cái phường đấy, cái quận đấy. Thì khi mà chính quyền đô thị mà làm những cái khảo sát nghèo này hay là lập những cái kế hoạch và nguồn lực phân bổ cho phát triển đô thị trong thời gian tới thì không tính đến cái bộ phận di cư tạm thời này mà họ lại là cái bộ phận người nghèo. Thế thì họ một cách là họ bị loại trừ ra khỏi những cái tiếp cận dịch vụ công, thì đấy cũng là một cái chiều nghèo. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, từ cuối năm 2012, tình trạng phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức độ tương đối bình đẳng năm 2002 sang mức chênh lệch thu nhập ngày càng gia tăng giữa các nhóm dân cư. Báo cáo đánh giá nghèo đô thị trong khuôn khổ dự án hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tài trợ đã cho thấy, xét dưới góc độ nghèo đa chiều, tình trạng nghèo đô thị trầm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt là ở góc độ an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Nghiên cứu khảo sát nghèo đô thị ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bằng cái cách tiếp cận nghèo đa chiều ấy, thì chúng tôi phát hiện ra là ngoài cái chiều nghèo về thu nhập ấy, thì người dân ở hai thành phố còn phải chịu thiếu hụt của 7 cái chiều thiếu hụt khác, chiều nghèo khác. Nó gồm những cái chiều về tiếp cận về giáo dục, về an sinh xã hội, về dịch vụ nhà ở, về chất lượng nhà ở, về nước sạch, vệ sinh, rồi môi trường. Những cái chiều thiếu hụt này đều là cao hơn cái chiều thiếu hụt về thu nhập. Tiếp cận theo hướng đa chiều vốn là xu thế xét nghèo chung của nhiều đô thị lớn trên thế giới, Việt Nam cần chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Đây chính là khuyến nghị chính sách của nhiều tổ chức quốc tế. Có như vậy, chính phủ Việt Nam mới xây dựng được hệ thống chính sách, quy hoạch phát triển tốt hơn, đảm bảo sự phát triển bình đẳng hơn cho mọi tầng lớp dân cư tại các thành phố lớn. Phương pháp đo lường nghèo đói đang đổi từ đơn chiều sang đa chiều để tăng độ bao phủ chính sách tới các đối tượng. Cách tiếp cận đa chiều mới này sẽ góp phần xóa bỏ những rào cản, hạn chế của chính sách giảm nghèo hiện tại, khuyến khích người nghèo tự chủ trong việc vươn lên thoát nghèo. Tại Việt Nam, chuẩn nghèo năm 2011 được xây dựng với thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị là 500.000 đồng trên một người một tháng và khu vực nông thôn là 400.000 đồng trên người trên tháng. Như vậy, chênh lệch thu nhập giữa thị dân và nông dân chỉ là 100.000 đồng. Cấp độ nghèo thường rất khó so sánh giữa nông thôn và thành thị.
Tuy nhiên trên thực tế, người nghèo ở đô thị thực ra còn nghèo hơn hộ nghèo nông thôn bởi nhiều lý do. Chẳng hạn như gia đình chị Lý Thị Hằng, 7 triệu đồng là tổng thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi tháng. Nhưng với những chi phí ở thành phố, gia đình chị phải ăn tiêu tằn tiện lắm mới đủ chi cho cả gia đình. Chi phí thì đắt lắm ạ. Ở đây cái gì cũng đắt. Tiền thuê phòng đắt này, tiền điện đắt. Mức thu nhập đấy là bây giờ tối thiểu chỉ là tạm đủ thôi. Có con nhỏ thì là vất vả. Nhưng bọn em này quê xa ấy, lại còn phải gửi trẻ nếu mà không có người trông đấy. Thuê người đắt lắm. Họ có thể có thu nhập hàng ngày có thể là 100.000 đấy, nhưng mà nó rất là bấp bênh. Thế thì cái câu chuyện bấp bênh đấy là một cái thách thức rất là lớn. Và họ thì không nằm trong cái mạng lưới an sinh xã hội nào cả. Thế thì cái tính rủi ro rất là cao. Thế thì câu chuyện nghèo đô thị thì bây giờ là cái tính rủi ro. Theo chuẩn nghèo mới được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 tháng 1 vừa qua, người có thu nhập dưới 16 triệu đồng một người trên năm sẽ nằm trong diện nghèo thay vì 12 triệu như năm 2013. Chuẩn nghèo này của thành phố Hồ Chí Minh hiện cao nhất nước và bằng 3 lần so với chuẩn nghèo quốc gia đối với vùng thành thị. Việc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cách tính người nghèo theo phương thức đa chiều, mặc dù sẽ làm tăng tỷ lệ người nghèo là khoảng 7% dân số thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có như vậy, các phương pháp hỗ trợ người nghèo mới từng bước được cải thiện. Chuẩn nghèo của thành phố đã cao hơn cái chuẩn nghèo của quốc gia gần 3 lần. Và như vậy thì rõ ràng là khi mà vận dụng các chính sách của Trung ương vào đây thì nó cũng có cái độ trên nhất định của nó. Do đó, chúng tôi cũng đề nghị là Trung ương tiếp tục là quan tâm để hỗ trợ cho thành phố được tiếp tục vận dụng các chính sách của Trung ương để thực hiện đối với lại cái người nghèo của thành phố Hồ Chí Minh. Để trên cơ sở đó thì là người nghèo của Hồ Chí Minh là được hưởng những cái chính sách tương đối là nó được là đầy đủ hơn và nó đảm bảo theo đúng những cái quy định chung của Trung ương. Thì đối với thành phố, những người dân nhập cư mà đến đây cả hộ gia đình mà thuộc diện gọi là KT3 thì thành phố cũng đã xét nếu mà họ trong cái diện nghèo thì đưa vào danh sách giảm nghèo. Danh sách các cái hộ nghèo và được hưởng cái chế độ như những cái người dân, các cái hộ có hộ khẩu thành phố. Kết quả theo dõi trong 5 năm qua cho thấy, giảm nghèo đô thị tại Việt Nam đang gặp những thách thức mới và cần cách tiếp cận mới. Nếu các thách thức không được giải quyết đúng đắn, chất lượng cuộc sống của người nghèo bản xứ và nhập cư sẽ khó cải thiện, tính dễ bị tổn thương cao và bất bình đẳng sẽ tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, các chính sách liên quan đến giảm nghèo đô thị cần phải được xây dựng từ những hành động mang tính tổng thể. Cái đầu tiên là đương nhiên là cái câu chuyện là phải nhìn nhận các khía cạnh chiều nghèo khác nhau của đô thị để nó không chỉ còn là vấn đề nghèo thu nhập, cái đó là phải nhìn nhận đủ và đúng. Tiếp theo, tức là cần có những cái chính sách hỗ trợ để coi những cái người nghèo di cư từ nông thôn ra đô thị nó là một bộ phận dân số của đô thị. Vừa qua thì chúng ta cũng chưa tính đến đối tượng mà cái nhóm dân di cư ra thành phố. Ở đây nó có một cái mà cái hạn chế đó là hiện nay chúng ta đang thiếu một cái cơ sở dữ liệu quốc gia. Đấy, nếu chúng ta có cơ sở này thì chúng ta sẽ có thể sẽ tác động được tới tất với họ mặc dù họ ở bất cứ đâu. Đấy, và chúng ta cũng cần phải coi là xây dựng cái mã số để quản lý đối tượng. Và khi đã có mã số rồi thì dù họ đang ở nông thôn hay ở thành thị thì họ thiếu hụt những cái nhu cầu gì thì họ đều là đối tượng để nhà nước sẽ trợ giúp. Rõ ràng, tại các đô thị Việt Nam, công tác giảm nghèo chỉ dựa trên tiêu chí thu nhập hay chi tiêu là chưa đủ. Những chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân cần dựa trên cách đánh giá nghèo đa chiều, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về thu nhập, sự giàu nghèo cả nước nói chung và ở các thành phố nói riêng đang là một trong những vấn đề cần xem xét của công cuộc xóa đói giảm nghèo hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng 10 phút của chương trình đã hết. Chương trình Việt Nam Hội Nhập xin tạm dừng tại đây. Như thường lệ, mọi thông tin góp ý xin quý vị gửi về hòm thư điện tử vnhn.vtc10a@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.